Xin Xin chào chào các các bạn. bạn, Trinh và Stefan chào buổi chiều cả nhà. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh Trinh Trần Cuộc Sống ở Đức. Rất lâu rồi thì gia đình Trinh không gặp lại cả nhà vào một buổi chiều đẹp như thế này. Trời nắng rất là đẹp, mùa hè chính chính hiệu ở Đức luôn đấy. Cả nhà, thời tiết hôm nay thì trên khoảng 30 độ C rồi. Đó, cho nên là trời rất là nóng so với người Đức luôn. Cho nên hôm nay Trinh làm món mực nướng ở ngoài vườn ấy, rất là ngon luôn. Xin mời cả nhà cùng thưởng thức bữa tối cùng với gia đình Trinh nhé. Cái con mực hôm nay rất là to cả nhà, nó là 1 cân 2 luôn, tức là đã bỏ ruột rồi ấy thì là được 1 cân 2. Cho nên là bây giờ Trinh cũng chưa ăn một cái con mực mà nó to như thế này bao giờ á, thế nhưng mà hôm nay ăn thử xem như nào cả nhà. À rồi, 2, 3 Rồi. rồi. Xin mời cả nhà. Wow, khoai tây và hành tây cả nhà. Thì Trinh có quặn giấy bạc vào á, rồi đó quăng vào trong cái lò trước khi nướng cái đồ này. Đó. Đó. Ready or what? Ready. À, get or không? Okay. Trinh sẽ ăn cái đuôi trước nha cả nhà nhá. Ngon quá. Hôm nay con có hai vợ chồng mà ăn bình thường thì phải nướng nhiều thì nhìn hấp dẫn á, thế nhưng mà Trinh và Stefan có hai người thôi, cho nên là nướng một con mực này với cái đồ ăn kèm này cũng là đủ rồi. Xin mời cả nhà. Trinh ăn cái sốt này. Bây giờ sốt phiền. Bị đổ quá tay hơi nhiều cả nhà. Cái này là Trinh đã ướp sa tế này, rồi cái đồ ướp của hải sản rồi ấy. Nó khá đậm rồi. Bây giờ chỉ chấm cái sốt ớt xanh thôi. Ngon. Ông lịch sử lệch. Trinh chưa ăn cái thân của cái con mực lắm. Nhưng mà ăn cái dâu không bị dai, ngon. Nịt cao ăn thì không mì nữa. Ngon quá. Xin mời cả nhà. Trời ơi, cái miếng mực nó dày gì đâu á. Nó không hề dai luôn. Trinh đầu tiên mua thì định ăn thử ấy. Không. Ăn phải ăn liên tục. Nó mới đã. Dẻo. Trinh định tưởng sẽ ăn thử, tức là chưa bao giờ Trinh ăn thử cái con to như này luôn ấy, con mực hơn 1,2 kg. Thì nếu như mà cả ruột nữa thì nó phải nửa cân ruột đấy nhỉ, cũng phải ít nhất là 1,6 kg đó. Nhưng mà ngon quá. Ngon lắm. Đấy, Stefan ăn cái dâu ấy. Khôn thế. Dễ dứt, thôi. Nè, khôn. Lâu, đúng. Ok. Ừ, that's my cool. I'm best then. Trinh tưởng là cái con mực nó sẽ dai lắm ấy. Tại vì là thấy nó dày quá mà. Không mà quá ngon. Đấy, cả nhà không biết con nghe thấy tiếng Trinh nhai không? Nó giòn sượt 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 luôn. Ngon quá. Giòn lắm cả nhà. Sẽ ăn thử một miếng dâu nữa nhé. Cả mê đi luôn. Ngon. Cắn đã.
quả phệt. Mực nướng sa tế là món ruột của Trinh cả nhà. Trinh mê món này lắm. Ăn không biết chán luôn. Ở bên Đức ấy thì Trinh chưa bao giờ thấy luôn. Tôi hồi sang bên đây được hơn 3 năm thì chưa bao giờ thấy có một con mực sống cả tỏ. Không hề thấy có bán rồi. Mà có mực tươi thôi. Đấy, phân biệt mực sống là mực còn bơi được trong nước, chứ còn mực đấy là thì không, chưa thấy bao giờ. Còn kể cả ở cái chợ hải sản lớn nhất Hamburg ở Đức á, cũng không thấy có, mà có mực tươi thôi. Tức là mực không còn sống, thế nhưng mà là nó là tươi chứ không phải là hàng đông lạnh. Đấy, nó khai. Ăn cần bẹo già chứ. Thế vậy là cái hành nó nướng giấy bạc ấy, su đông cả, dô lăng à? Nó, nó bớt sợ. Ngao xếp. Đấy, hành nướng cả nhà. Vì nhà Trinh quăng vào trong cái bếp ấy khá lâu rồi ấy, thế nên nó hơi bị đen bên ngoài. Quăng cả một tiếng đồng hồ rồi ấy. Đấy, nhưng mà Stefan sẽ bóc ra cái vỏ ra. Bóc rất khéo luôn cả nhà. Đấy. Đấy, anh bóc ra. Hành nướng ngon lắm cả nhà. Chị vẫn phải thưởng thức cái dầu mực trước đã. Ăn cho nó đã lắm. Sao có bia đấy? Hoàng có liếc. Tròn lắm, tròn tròn tròn. Tròn lắm. Giòn. Đây là lần đầu tiên Trinh ăn mực nướng sa tế ở Đức luôn đấy cả nhà. Ngon quá. Đúng là cái giấy bạc này nó giữ nóng cực kỳ luôn, vẫn còn nóng hổi rồi cả nhà. Đấy, nhưng mà củ khoai rất là ngon luôn cả nhà. Thơm cực kỳ luôn. Xin mời cả nhà nhá. Ui, đấy, vỡ ra. Đấy, trời ơi. Nó bốc khói. Nghi ngút luôn, Stefan bảo là nó nóng lắm em ạ. Thôi rồi, trong lúc mà chờ cái củ khoai nó nguội một tí thì chính uống ngụm mà bia. Củ khoai nó bùi thơm, tại vì khoai này là khoai của nhà trồng á, khoai này là khoai bio kartoffeln. Củ khoai nó to và ngon, lại là khoai sạch á. Bùi ngon lắm, ngọt. Ở Việt Nam thì dụ như trời ngoài Bắc á, mùa đông á, thì là nếu như mà đi chơi buổi tối một chút xíu á thì là có thể đi ăn ngô nướng, khoai nướng đó. Thế đây là cái cảm giác ăn này là giống hệt cái ăn trời mát mát rồi như này. Nóng thì nhưng mà đối với Trinh mà có gió như này thì nó có mát mát thôi, thì cũng không đến mức cũng nóng lắm. Ăn khoai nướng. Hôm nay bây giờ là 6:30 tối mà trời sáng lắm cả nhà, bởi vì bên trên là nhà Trinh cháy nắng quá là có cái bạt rồi ấy. Tragic Stefan nói rằng là 30 độ. Đó, thì ở bên này thì mùa hè á trời sáng rất là lâu luôn. Đó, có khi 11 giờ đêm vẫn còn sáng, cho nên là ăn tối vào lúc 6:30
chiều như thế này thì quay là buổi chiều chứ chưa được gọi là buổi tối. Trinh rất vui khi được chia sẻ cái bữa chiều mùa hè ở Đức của gia đình Trinh, đơn giản gọn nhẹ cho hai người vào ngày cuối tuần. Xin rất là cảm ơn cả nhà. Kính chúc ông bà, cô chú, anh chị và các bạn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Cả nhà nhớ like, chia sẻ và đăng ký để nhận được những cái thông báo sớm nhất khi Trinh có những cái video mới nhá. Xin chào và hẹn gặp lại. Chào tạm biệt mọi người, mình là Trinh. Cả nhà nhớ bấm đăng ký để nhận được thông báo sớm nhất khi Trinh ra video mới nha. Xin chào và hẹn gặp lại.